Mình mua một đô thì bao nhiêu? Một đô. Có thổ dân dẫn đường đúng không? Đi mới đúng. Mua mấy cái đó thường thường mua một cặp á. Mua cặp á để gì? Mua cặp cho hai bên. Ừ.
không biết sao cái đoàn này Wow, as you doing? Let's go.